Sĩ Đan xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. And welcome to Sĩ Đan Music and Soul với chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần. Hello USA, Canada. Bonjour la France. Hello Denmark, Germany. Hello Australia. Hello Vietnam. Và đến với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích chương trình Nhạc Yêu Cầu thì xin quý vị subscribe vào YouTube channel của Sĩ Đan hoặc cho Sĩ Đan xin một cái like bên dưới. Và như thế thì chương trình Nhạc Yêu Cầu sẽ được nhiều người biết đến hơn. Đó cũng là một cách support cho Sĩ Đan Music and Soul. Kính thưa quý vị, và thể theo lời yêu cầu của quý vị khán giả YouTube channel của Sĩ Đan Music and Soul, hôm nay chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần trở lại với sự góp mặt của ban nhạc Bích Vân Thiên một lần nữa. Vâng, hôm nay ban nhạc Bích Vân Thiên chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị khán giả những kỷ niệm âm nhạc của các anh chị em chúng tôi qua những ca khúc thân quen của ngày xưa thân ái với những dòng nhạc Pháp, nhạc Việt Nam và nhạc Mỹ. Và đồng thời cũng sẽ kể cho quý vị nghe những vui buồn kỷ niệm trong cuộc hành trình đến với âm nhạc của Bích Vân Thiên. Ok, thì ngày hôm nay đầu tiên là Sĩ Đan xin cảm ơn các anh chị Hòa, anh Trực, anh Độ cũng như là Chí đã có mặt hôm nay để chúng ta thực hiện Bích Vân Thiên thứ hai. Thì ngày hôm nay mấy anh chị chúng ta mình có cái kỷ niệm gì muốn chia sẻ cho quý vị khán giả hay không? Đan còn nhớ cái năm 77 cho đến năm 78, mấy chị em mình á đi diễn rất là nhiều nơi. Có một lần á, chị nhớ không bao giờ quên là cái ngày đó rất là không biết là buồn hay vui hay là quê nữa. Tại vì đa hai chị em tập dượt rất là kỹ lưỡng cái hát cái bài One Fine Day của Carpenters. Để mà vừa mới mở đầu vô cái là One Fine Day. Tự nhiên cái hát tiếp cứ không nghe được cái tiếng gì hết. Thấy bị đàn mình hỏi đàn bảo đàn không biết. Cái mà đèn thì còn sáng mà micro thì không có mở lên, không nghe tiếng gì hết. Mình mới quay lại nhìn thì có một cái anh từ dưới sân khấu đi lên. Anh nói ban nhạc không có được chơi nhạc Mỹ Ngụy. Mắng một cái thế là đứng sượng chân cái rồi An Hòa phải bỏ micro đó rồi đi xuống thôi. Đan còn nhớ cái ngày đó không? Yes, cảm ơn chị Hòa chia sẻ. Tại vì như quý vị biết đó, sau năm 75 thì lúc đó thì các anh em mình vừa mới ở trong cái không khí nhạc trẻ, mình đã học được rất là nhiều và mình cũng đã hát rất nhiều. Và lúc đó thì nhạc Mỹ là một trong những cái sở trường của ban nhạc Bích Vân Thiên. Cho nên là nhưng mà thời đó thì chính quyền cộng sản đâu có cho mình hát nhạc Mỹ, cho nên lâu lâu ta gọi là xé rào đó quý vị. Lâu xé rào thì bữa đó chị Hòa xé rào bị thông tin văn hóa phải không? Thông tin văn hóa quận năm, nếu mà Sĩ Đan nhớ không lầm, bắt gặp quả tang và xất nguyên một cái dàn âm thanh luôn. Đó là một cái kỷ niệm rất là vui. Trình diễn sau năm 75, anh Độ có cái gì vui kể không? Có những năm khó khăn ở Việt Nam, vấn đề hát nhạc Mỹ rất là khó khăn, cho nên ban nhạc muốn kiếm tiền phải liều lĩnh, nhiều khi hát những cái đám cưới và phải có người canh cửa và có cái chuông để sẵn thông tin thấy công an từ đằng xa hay là thông tin văn hóa là bấm cái chuông một cái là trên đây ban nhạc đổi từ nhạc Mỹ qua tiếng chạy chốc sóc bom bo chính xác, đúng đó. Như vậy đó cũng vui. Okay. Để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc bất hủ của thế giới, Quando, Quando, Quando. Quando, Quando, Quando nguyên bản là ca khúc nhạc Ý được release vào năm 1962 và được viết bởi hai nhạc sĩ người Ý, ông Tony Renis và Alberto Testa. Đây là một trong những ca khúc đã được hát cover lại nhiều nhất bằng nhiều ca sĩ nổi tiếng của thế giới như Cooney Francis, Cliff Richard, Engelbert Humperdinck, Michael Bublé, of course. Kính thưa quý vị, trong ban nhạc Bích Vân Thiên ngày xưa thì thường anh Sĩ Độ thì
thích hát những ca khúc nhạc nhẹ giống như là và truyền cảm giống như những cái ca khúc của Brad, của Lobo, Air Supply. Còn Sedan thì được giao nhiệm vụ cho những ca khúc nặng hơn như Santana, Scorpion. Vâng, và hôm nay thì Sedan xin mời quý vị cùng thưởng thức Quando, Quando, Quando qua phần trình bày của Sĩ Độ và ban nhạc Bích Vân Thiên. Tell me, when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share our love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can wait for moment more. I can wait for moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that's your adore. Say it's me that's your adore. And then darling, tell me when. Every day seems a lifetime. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can wait for moments more. Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Sidan xin cảm ơn quý vị vẫn theo dõi và ủng hộ cho Sidan Music and Soul. Và trong tuần qua, Sidan có nhận được sự tài trợ của cô Mai Ngô và cô Jenny. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho Sidan Music and Soul với những thông tin ở bên dưới đây: Venmo, Zelle hoặc PayPal. Xin cảm ơn quý vị.
cũng như các thế hệ sinh trước năm 1960 và năm 1970 tại Sài Gòn, các anh chị em chúng tôi lớn lên trong văn hóa âm nhạc của nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhất là nhạc trẻ Việt Nam vào những năm 70 tại Sài Gòn với chương trình Tình ca nhạc trẻ do nhạc sĩ Tùng Giang và Trường Kỳ thực hiện. Các anh chị còn nhớ nhạc trẻ, tình ca nhạc trẻ trước năm 75 không? Những cái băng nhạc đó, Hòa nhớ không? Vâng, năm 70, nếu quý vị đi lang thang trên đại lộ Nguyễn Huệ vào những buổi chiều thì không thể nào không nhớ đến những cái kiosk nhạc nằm dọc theo con đường, và chắc cũng đã nghe họ phát những băng nhạc tình ca nhạc trẻ suốt cả ngày, phải không ạ? Vâng, và lần đầu tiên khi được nghe ca khúc Biết đến thuở nào do ca sĩ Duy Quang trình bày và ban nhạc Dreamer thì phải nói Sĩ Đan và các anh chị mê ngay lập tức, đúng không đó? Nghe cái bài này là mê ngay lập tức như vậy đó. Thì lúc đó ở nhà chưa có trống đàn gì nhiều nó, cho nên là chỉ thường thường là mình hát với cái đàn guitar thùng, xong mình đập bàn ghế gì đó và mình chia bè hát với nhau cho nó vui, chứ không có, chứ chưa có, lúc đó mình chưa, bố chưa có mua cho trống với đàn. Thì phải nói rằng đây là bước đi đầu tiên của chúng tôi đến với nền nhạc trẻ Việt Nam, có nghĩa là mày mò tìm hiểu, học hỏi và sử dụng những cái kiến thức mà mình học trong trường nhạc từ piano, từ violon để ứng dụng vào đó. Và cũng anh Trực cũng chỉ thêm accord này, accord kia. Đó là những bước đầu tiên đến với âm nhạc của ban nhạc Bích Vân Thiên. Vâng, và đó là những kỷ niệm của Sĩ Đan về nhạc trẻ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Biết đến thuở nào, nhạc của Tùng Giang, lời của Trường Kỳ và Tùng Giang, qua yêu cầu của cô Thảo Ly Hân, các bạn trong nhóm cựu sinh viên trường La Santa Be, anh Trí Khôi, chị Mai Liên from California, và đặc biệt là anh Trực Võ gửi bài hát này tặng đến cho các bạn của Viện Đại học Đà Lạt trước năm 1975. Và xin tặng đến cho tất cả quý vị nào đã một thời yêu mến tình ca nhạc trẻ của một thời vàng son. Gặp em tình tú quay cuồng, lòng đang giá băng, bông ngập tràn buồn tia nắng, nghe bao xót xa vụt bay theo cánh chim ngàn, dừng bước nơi này chỉ còn em. Biết chăng những bàng hoàng dần vây kín như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền, mong ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta. Xót xa để bàng hoàng không vây kín, bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời, mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau. Thank you.
mà sao nói không nên lời, đành xin ôm trọn mối hoài trong tâm tư, biết thừa nào quên, quên hết ưu phiền, để thôi xót xa để bàng hoàng không vây kín. Sẽ kết nên lời mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau, mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau, mong ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau. Trong tình trạng bị lockdown vì COVID-19 tại Việt Nam cũng như tại Úc Châu và một số các quốc gia khác trên thế giới, Sidan xin cầu nguyện yên bình đến cho tất cả quý vị, cũng như xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe cùng với một tinh thần thật vững chắc trong hoàn cảnh hiện nay. Mong cho cơn đại dịch chóng trôi qua và hy vọng chương trình nhạc yêu cầu cuối tuần, nhất là episode Bích Vân Thiên, sẽ đem lại cho quý vị một ít giải khuây. Và nhất là quý vị đang ở trong tình trạng bị lockdown như hiện nay. Năm 1964, một chấn động trong làn nhạc trẻ nước Pháp với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Sylvie Vartan và ca khúc La plus belle pour aller danser. Với một nhan sắc thật lộng lẫy và một giọng hát trầm duyên dáng, Sylvie Vartan đã đưa ca khúc La plus belle pour aller danser lên hàng đầu của làn nhạc pop của Pháp, với một kỷ lục bán hơn một triệu đĩa. Và tại Việt Nam, khán giả quen thuộc với ca khúc này qua lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, Em đẹp nhất đêm nay, La plus belle pour aller danser, trong tình ca nhạc trẻ ba với giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan. Và hôm nay Bích Vân Thiên và Sĩ Đan xin mời quý vị nghe lại ca khúc Em đẹp nhất đêm nay qua giọng hát của chị An Hòa. Kính thưa quý vị, mặc dù chị An Hòa không còn đẹp như thời xa xưa vì những hoàn cảnh xã hội, nhưng đối với các anh em trong ban nhạc, chị Hòa luôn đẹp nhất đêm nay. Right? Xin mời quý vị cùng thưởng thức La plus belle pour aller danser, Em đẹp nhất đêm nay, với chị An Hòa và Bích Vân Thiên. Plus belle pour aller danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que je cousue point par point sera chiffonner les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans les soies et la dentelle, elle soit serrée la plus belle. La plus belle pour aller danser. Ouh, la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Ah ah, đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vì sao sáng xa khơi à, sáng ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em à, em à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi.
cuộc đời kia. Em khiêu vũ trong cuộc đời kia. Tu phu me donner le sou qui monte comme ma vie dans tes premiers cris de bonheur. Si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître les jeunes nouvelles du premier baiser. Je sais que des amours éternels pour le soir la plus belle pour aller danser. Oh, la plus belle pour aller danser. 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 Oh, la plus belle pour aller danser. La plus belle. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu cuối tuần episode 25. Mong quý vị subscribe và tiếp tục theo dõi YouTube của Sidan Music and Soul. Sidan và Bích Vân Thiên xin chúc quý vị một cuối tuần an vui và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới với Nhạc Yêu Cầu cuối tuần episode 26. Xin cảm ơn quý vị. Bye bye!